Khoa học thì nó có trống điện tử thôi, nhưng mà nói về tôi á, thì tôi chế cái trống này chỉ có mình tôi là mà nó là rất rất là dân tộc luôn nha. Là biết sao không, bị trong đó nó có mấy cái lon bia rồi mấy cái hộp mẫu với mấy sợi dây chì, nó là hàng phế thải, đồ phế liệu, nhưng mà bây giờ nó trở thành là nhạc cụ. Như trống này tôi chế là nó có gồm có trống bát tung rồi có này kia, cái này là dạng trống rồi, cái này gọi là cái trống hai trống trống luôn mà nó là chơi nhạc luôn đó. Chống nếu nếu luôn. Là dạng nhạc có tôi quấn cái là mấy này. Cái nút này đó mình nhấn xuống ha, đó là găm điện vô là nó sẽ lên, mình găm điện đây phải không. Thì trong này á nó chia làm hai phần, là nó có hai bộ phận điện, là hai đường nè, một đường á là nó ra cái trống bát nè với mấy cái tung trống cơm luôn, còn một đường nữa đó là nó ra mấy cái tiếng cái tiếng mỏ tiếng gì cái đó à. Nó đi riêng đường nữa, thì là một phần bên mỏ một phần bên trong bát. Nhưng mà từ đâu mà tu chú lại nghĩ ra mấy cái nhạc cụ chế chung như chú? Cái này nó có từng bước, tức là ngày xưa á, thì mình có chơi đàn đàn điện chứ không phải là đàn phòng nha. Thì khi đàn điện có nhiều khi mình chỉ cần vịn một cái sợi dây nào mình làm cho nó điếc đi, thì có khi mình nghe nó tiếng mỏ. Rồi có nhiều khi là mình là lên mấy sợi dây bát ở trên đó mà mình đi cái nốt cao nó là nghe nó giống trống. Từ cái chỗ đó nó mới nảy ra cái ý là nếu trường hợp mình chế ra cái trống thì mình cũng dùng những cái sợi dây sắt kiểu đó, hoặc hay là một cái sợi dây gân, hay là một cái sợi dây chì với gì không biết, nhưng mà trong này chủ yếu là dây chì. Dây chì đó là khi tôi chế ra đó là nó giống giống cái tiếng tung, trong khi đó dây đàn nó không giống. Tại vì dây chì á là nó bản chất nó là nó hút cái chất 500 của cái mô bin điện á. Thì cái mô bin điện này nè là đàn guitar. Nhưng mà khi nó hút cái tiếng dây chì nó lại giống tiếng trống. Nhưng mình cũng phải phụ qua chút nữa làm cho nó điếc điếc lên chút thì cái thì đó là thành lập. Là nó tựa tựa như cái dàn mỏ này. Cái nào chú? Trắc trắc, ví dụ điện bolero không là. Còn mấy này thì dàn mỏ cái sông lan này là rồi mỏ lon này, cái này cây thì sột sạc này kia, nói chung mình nghe trong băng đĩa này kia nó có những cái này là gì gột gột hay chứ hả, mình vào vậy cái thành bolero đó ai ơi, cái điệu bolero rất chất bum đó, thì trong khi đó là nó làm cái rét rét rét. Ờ tại sao chú nghĩ cái dây gân nhỏ nhỏ mà chú chấm là nó ra cái điệu đó, tại vì á là hồi đó mình đàn treo đàn kèm đàn sến này kia đó, khi mình rà cái tay mà tới cách cái chỗ cái con ngựa nó chừng khoảng nhiêu đó thì mình nghe tiếng nó giống cái sông lan, yeah. Giống cái mỏ cây, yeah. Thì bây giờ mình mới nghĩ là trong cái dàn nhạc mình có cái mỏ cây thì bây giờ mình bên đây cái sông lan mà không lẽ mình để tới một hàng sông lan rồi mà làm sao wow cái cho được, thì mình nhớ lại cái tiếng đó mình mới đem vô đây mà là mình cự ly nó tới cỡ này, thì khi wow thì nó nghe nó từ tựa tiếng mỏ cây, thì mình quét về thì nó bằng mấy chục tiếng, chứ khi không mà gõ về cũng không ra được cái quét đó nữa. Thành ra đó đề này nhất là điệu bolero. Chơi bolero là đó. Cái này là tâm mà chú. Tâm. Còn này là mấy cái dàn mỏ đồ trên. Còn cái này là gì chú? Đập nó xuống vậy thì nó kêu tiếng này với tiếng này vô thì nó làm cái sạc hay cái thịt. Thì nó cũng tựa tựa là chống bát với cái le mà đập vậy đó, tựa tựa vậy. Ồ vậy là cái này là cái trống. Nhưng mà nó mang cái âm này là âm đàn của bolero. Không phải âm đàn mà trong cái điệu bolero. Dạ. Ví dụ bây giờ mình nghe đó, nếu ở ngoài mà người ta muốn quánh cái đó người ta phải dùng cái dùi mà rất dạ. Bùm chất bùm chất bùm. Ta phải làm vậy đó. Còn này mình vậy nè, cái tay mình vuốt nó ra cái điệu. Vuốt cái nó có cái tiếng đó. Người ta cũng khó hiểu mình làm vậy. Con nhìn lên con muốn biết cái nhưng mà thì tại thấy là nó kín mít vậy đó, chứ nếu mở ra là thấy còn cười chết đó, là dầu lon thiết gì tầm bảy tầm trọng của nó hả chú hả, đâu chú mở ra cho con xem, mở không được bị dắt heo á, tức là đây là trục lên, thí dụ bây giờ cái tâm nó muốn cao muốn thấp à, chỉnh âm là đó, chỉnh âm, tại vì có cái người đó hồi đó có cái vở hài kịch ta đấy mà vô mày lên dây chống, cái đó là cái chuyện hài của cách đây là 50 năm trước,
Nhưng mà sao tôi chế cây này đã có, tôi đã nghĩ cách đây là 20 năm rồi đó, 20 năm rồi đó. Nhưng mà tôi không có đem ra làm, nhưng bây giờ mới làm thôi. Thì cái ông kia ông nói hồi đó cái dở hàng cho nó mày lên dây trống, mà bây giờ thiệt rõ ràng này lên dây trống đó. Tức là bây giờ những cái tum này muốn cao muốn thấp người ta phải dặn bù lon này kia, người ta xiết cảnh lên, còn là này chỉ cần dặn dặn trục, dặn trục lên là cái này đây, trục là cái này, trục đó thì mình dặn đây, dặn lên bên kia, dặn trục đây nè. Dạ à, thì à, sau một cái à, thời gian à, thì hôm nay mình à, sẽ đi lên nhà của chú Phước, nhà bạn của chú Phước, để thử về cây đàn. À, chú Phước à, ngoài sau lưng đó là một cái cây à, cây đàn à, cái thùng à, cái trống do chú Phước tự chế ra à, đang à, cột ở ngoài sau lưng à, cách đoạn đường khoảng 5 km từ đời nhà chú Phước đi đến à, bạn của chú Phước để đến kiếm cái vàng âm thanh để thử. Thì à, cả nhà thấy chú Phước cái tài của chú Phước hay và thấy video clip thì ý nghĩa, thì hãy cho mình một like và ủng hộ, đừng quên đăng ký kênh. Khoa học thì nó có trống điện tử thôi, nhưng mà nói về tôi thì tôi chế cái trống này chỉ có mình tôi, là mà nó là rất là dân tộc luôn nha, là biết sao không, bị trong đó nó có mấy cái lon bia rồi mấy cái hộp mẫu với mấy sợi dây chề, nó là hàng phế thải phế liệu, nhưng mà bây giờ nó trở thành là nhạc cụ. Cây trống này được chế từ phế liệu Mai Văn Tới, mà gặp chú thì phải nể mấy phần. À, nói chung thì Mai Văn Tới là tôi đã nể sẵn rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà Mai Văn Tới mà gặp cái trống này thì chắc có lẽ ổng thấy rồi ổng bỏ đi luôn, bị chơi đồ phế liệu không. Ở trong này là mấy cái lon bia nghe. Lon bia dây điện trống. Ủa dây gì vậy? Dây gì? Là tận dụng. Còn ở trên này là dây găng nè. Hư đó. Quá trời tò mò rồi. Để chú đánh cái thử sao. Nhìn cái cục dây mà là nhạc cụ không? Chắc là ở trên quốc tế không có mấy cái từ này đâu. Sạc rồi cào rồi gì nữa. Cào cào sạc. Tum.